Rồi, thì sớm giờ mình đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem để làm một cái con đội để dán gạch này cô chú anh chị và các bạn. Đó thì ở đây là nó có cái mẫu mới mình làm cải tiến lại nha. Còn như ở đây, đây là cái mẫu cũ mình lúc trước mình cũng đã làm rồi. Đó thì nó cũng tương tự thôi. À, nhưng mình sử dụng cái con ốc này là nó 8 ly. À, con 8 ly mà nó xài con ốc sắt á, ốc kẽm thì nó bị lâu ngày cả nhà. À, cô chú anh chị và các bạn thì mình dặn lên xuống á nó bị nhỏ. Cái này nó có 8 ly nó nhỏ mà nó mòn. Nó mòn mình sử dụng nhiều lần á nó bị mòn á rồi nên mình nặng những cái miếng gạch mà nặng á thì nó lên nó hơi nặng. À, thứ hai nữa nó nhỏ. À, mình cải tiến lại thì mình sử dụng bằng con đây, đây là mẫu cũ nha. Đó, đây về đây lâu ngày nó con ốc con tán trong nó bị mòn á mà cô chú anh chị bạn thì nó hơi nặng. Đây mình cải tiến lại thì, sử dụng con ốc này là 10 ly. Đây là con ốc 10 ly nè. Đó. Đây là con này 8 ly thì cái con 10 ly này thì mình sử dụng trong này là con ốc bằng inox luôn. Đó, đây mình dặn ra sử dụng là ốc inox cho nó lâu mòn á cô chú anh chị các bạn, mình xài cho nó lâu. Đó, nó nhẹ dặn nè, đây là 10 ly nè, inox nè. Đó, thì cái con tán này là inox, con tán này dặn ốc 10 ly thì những cái đầu trên này thì cũng là con ốc con tán thường thôi, dưới chân này là con tán thường, mình phan xuyên qua là lỗ 10 ly luôn nha, để khi mình thọc xuống như vậy là ok. Đó, rất là nhẹ nhàng hơn cái mẫu cũ này. Thì mẫu cũ này là cũng hộp 36, này cũng hộp 36 nhưng mình làm ngắn lại nữa cho nó gọn hơn nè. Đó. Đó, nó ngắn hơn, này khoảng chừng 7 phân. Này bên đây là nó dài tới 8 phân rồi, 7, 8 phân, 9 phân. Thì cũng bằng dụng cụ là những sắt hộp mà dư á thì mình đem về mình đem làm những con đội như vậy để mình sử dụng. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mua mình cái này thì mình cũng báo cho cô chú anh chị và các bạn biết luôn, thì những con đội này mình ít có khi nào mình bán lắm, nên như các bạn chảy ra gặp đó thì mình có bán nhưng mà cái này mình dụng cụ này mình chế mình để sử dụng ít, khi nào mình làm mình bán chai hết tại vì nó rất cũng rẻ tiền nhưng mà nó cũng hơi mình không có thời gian nên mình không có làm cho bán cho anh chị làm được. Thì cái con này nó công dụng nó mình thấy nó cũng hay hơn cái mà nó bán ở thị trường. Những cái con ở thị trường á thì mình dùng bóp thì nó chạy lên chạy xuống nhưng mà đưa vô những cái kẹt gốc á thì con này rất hay hơn nha. Đó, đó mình chỉnh từ cự ly của cái răng này luôn nên rất là yên tâm. Còn cái kia thì nó chỉnh cự ly nhưng mà nó cũng hơi là khó. Thứ hai nó cái dòng trên này nó rất là cao, cái chân nó cao quá thì nó sẽ dướng ở trên mình sử dụng mình chỉnh rồi nếu nó rất là khó. Còn em này thì nó rất là vô tư, nó nằm ở dưới sát dưới luôn thì ở dưới này thì mình chỉ tối đa là nó mỏng nhất là 4 ly ngang của chú anh chị bạn. Đây là chỗ nào mình cái kẹt khoảng 4 ly mình đút vô là mình dặn lên thôi là ok. Thì lúc trước cái này thì 5 ly, giờ mình cải thiện lại này được là 4 ly nè, mỏng mỏng nhất có thể. À, thì mình mong cô chú anh chị và các bạn anh em nào muốn làm những cái này thì xem cái video của mình thật kỹ rồi làm theo giống của mình để sử dụng. Thì ở đây mình cũng không có hay gì hết nha cả nhà, cô chú anh chị bạn, để mình đã chia sẻ cho những anh em mà mình làm lâu dài ít tốn kém chi phí để mình làm một cái con đội cho nó ngon để mình làm công trình hoặc là nhà cấp 4 mình đem theo. Thì mình làm khoảng chừng một chục con như vậy là mình sử dụng được rồi. Thì video mình đây cũng dài, mình cũng kết thúc clip ngắn của chú anh chị bạn. Thì mong cô chú anh chị và xem ủng hộ mình nha. Rồi, mình chân thành cảm ơn rất nhiều. Ok, bye bye.